Những anh chị nào chơi góp đã trên 5 năm khi qua Linh Kinh Góp mua đồ đều nói rằng giày góp bây giờ có đa dạng sự lựa chọn nhở, đặc biệt là đối với những giày mà đế không có đinh ấy, đế đa năng ấy. Vì trước kia khi anh chị chơi ấy, thì đi tìm những cái giày đế không đinh như thế này cực kỳ khó luôn. Hồi đấy các hãng chủ yếu là giày có đinh thôi. Và quả thực là như vậy, trong khoảng gần 4 năm trở lại đây thì các hãng đã bắt đầu tập trung vào công nghệ đế đa năng, tức là đế không có đinh. Với công nghệ đế này thì vẫn đảm bảo chức năng của một đôi giày chơi góp, tuy nhiên sẽ linh hoạt hơn và đa dạng hơn trong công năng sử dụng. Và chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với những trang phục casual để có thể sử dụng hàng ngày. Mà với khía cạnh này á, thì ông lớn Puma đã cực kỳ chen luôn nha. Giày thì nhẹ, đi êm và trụ vững chãi khi swing. Và em tin chắc rằng khi mà xỏ đôi giày này xuống phố thì rất nhiều ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Một thông tin vô cùng quan trọng em muốn nhắc tới đó chính là chương trình ưu đãi của Linh Kinh Góp. Một đôi giày chất chơi như vậy hiện nay chỉ còn khoảng hơn 3 triệu thôi. Inbox Linh Kinh Góp ngay nha. Và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye.